giống chó chuẩn hạt, mỡ giống chó nha, dành cho mỡ giống chó, và có hương vị là thịt gà và rau củ. Dạ, đạt chuẩn của Úc và đạt chuẩn của Mỹ ạ. Đó, bây giờ mình sẽ phui ra một bao nha các bạn. Các bạn quan sát chú ý nha. Đây là gói cuốn cuốn nha các bạn, đó mình đã phui ra rồi nè. Giờ mình sẽ đổ ra chén cho các bạn xem mà cái hạt nó như thế nào nha. Mở ra rất là thơm luôn nha các bạn. Rất là thơm. Rất là hấp dẫn nha các bạn. Hạt này không chứa phẩm màu, không chứa chất bảo quản và không sử dụng chất độn nha các bạn. Mình đổ hạt ra chén cho các bạn xem kỹ hơn nha, rõ hơn về cái hạt nha. Đây, các bạn có thể thấy được cái hạt ha, màu của hạt rất là đẹp nha các bạn. Cái màu sắc của loại hạt này á là sử dụng là màu tự nhiên của nguyên liệu làm ra hạt. Có nghĩa là hạt này làm từ những cái gì đó thì sản xuất ra cái như vậy, chứ người ta sẽ không sử dụng phẩm màu nhân tạo nha các bạn. Hạt cuốn cuốn là không có sử dụng phẩm màu nhân tạo và không sử dụng chất bảo quản, không có sử dụng cái hóa chất để bảo quản á các bạn nha, mà sẽ sử dụng các thành phần tự nhiên, những cái dược liệu tự nhiên để có thể bảo quản được cái hạt này lâu, giữ cho cái hạt này lâu bị hư bằng các dược liệu tự nhiên chứ không có sử dụng chất bảo quản hóa học nha. Nên nếu mà ăn các bé chó bé mèo ăn một thời gian lâu dài nó sẽ không có ảnh hưởng đến gan thận của các bé nha. Còn cái hóa chất mà mình hay thấy ở các sản phẩm á, thì thường là giá cả nó sẽ rẻ hơn, nhưng mà nếu mà ăn lâu dài á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến gan lên thận của các bé chó bé mèo ha. Đây là cái hạt này nhìn rất là hấp dẫn không các bạn. Hạt này là có hình tam giác và cái độ lớn của hạt như thế này á, đó như các bạn thấy là nó cũng không có rất là, không có lớn đâu, và mình thấy là làm rất là dễ nhai. Và cái hạt nó có cái độ cong như thế này nè, có nghĩa là ở bên trong nó có thể rỗng các bạn, bên trong nó rỗng nó dễ nhai á, và nó khi mà nó cong như thế này nó có cái độ to để các bé khi mà các bé ăn á, bé sẽ nhai, các bé sẽ cắn được hạt thì nó sẽ bể cái hạt ra dễ dàng, giúp các bé dễ nhai, dễ tiêu hóa, mà còn giúp các bé là kích thích ăn nữa, cảm giác ăn ngon miệng hơn đó các bạn. Nếu mình ăn đồ mình phải nhai rột hết thì là có nghĩa là các bé chó bé mèo cũng rất là thích ăn như vậy nữa. Nó giúp các bé là kích thích các bé ăn nhiều hơn, ngon miệng hơn và dễ tiêu hóa hơn nữa. Như các bạn biết rồi đó, cái việc mà ăn á, mình sẽ nên nhai để mình dễ tiêu hóa mà còn dễ hấp thụ được cái chất dinh dưỡng có trong cái hạt này nữa nha. Đó, đây là hạt cuốn cuốn dành cho mọi giống chó nha các bạn, cuốn cuốn dành cho mọi giống chó đó. Nên các bé khoảng từ 4-5 kg trở lên là đã có thể ăn rồi đó các bạn, hạt rất là dễ nhai luôn. Thơm á, thơm lắm luôn á các bạn, mình mới phui ra và đây là mình đang ngửi thấy cái mùi của hạt rất là thơm. Hạt cá được thiết kế rất là dễ thương và cái độ lớn của cái hạt cũng rất là hợp lý để cho các bé ăn một cách dễ dàng nữa. Thì các bé từ khoảng 4 đến 5 kg có thể ăn dễ dàng, các bé chó size lớn hơn cũng có thể ăn rất là dễ luôn nha các bạn, nó dễ nhai lắm. Ở bên trong như thế này mình thấy là cái độ lớn của cái hạt á, cái hình dáng của cái hạt thứ nhất là tam giác, là một cái dạng hạt rất là dễ ăn, rất dễ nhai. Cái này là nó có cái độ cong, độ phồng lên như thế này nè, có nghĩa là bên trong của nó có thể rộng, nó không có luôn đặc các bạn, nên nó tương đối dễ nhai. Khi ăn đó là các bé sẽ cắn nha, nhai rột rất là thích thích ăn và rất là cảm thấy cho các bé cũng thấy là ăn ngon miệng hơn á, ăn cái hạt này ăn thấy ngon đó. Hạt cà phun cua dành cho mọi giống chó nha các bạn, được làm từ thịt gà và rau củ rất là thơm, có thịt bào trong đó nữa nhưng mà nó không nhiều, và hương vị của nó chủ yếu là đến từ thịt gà và rau củ đó, các bạn. Một gói của cun cun này á, là 1,5 kg nha các bạn, một gói này là 1,5 kg, một gói 1,5 kg này là giá